Dương TPP đã không được ký kết trong năm 2014 như dự kiến. Tuy nhiên trong năm qua, câu chuyện về cơ hội và thách thức mà hiệp định này mang lại gần như chiếm trọn trên nhiều diễn đàn kinh tế của Việt Nam. Hiệp định được kỳ vọng mở ra khu vực tự do kinh tế chiếm đến 40% GDP toàn cầu này, dự kiến sẽ được ký kết vào giữa năm sau. Nhân dịp năm mới, chúng tôi mời quý vị cùng nhìn nhận sâu hơn tác động của hiệp định này đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và cho từng ngành sản xuất nói riêng, cùng với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Thưa quý vị, Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP là hiệp định thương mại tự do nhiều bên. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã có 12 nước chính thức tham gia đàm phán. TPP được coi là hiệp định của thế kỷ 21, vì nếu đàm phán thành công thì hiệp định sẽ mở ra một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với những cam kết về tự do thương mại được cho là sâu rộng hơn cả các cái cam kết trong WTO. Và trong số các nước tham gia đàm phán thì có hai thị trường lớn của xuất khẩu Việt Nam là Mỹ và Nhật Bản. Do đó mà các cái ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay như là dệt may, da giày được cho là sẽ là những ngành hưởng lợi nhiều nhất khi mà TPP có hiệu lực. Tuy nhiên, việc tận dụng cơ hội này với các doanh nghiệp cũng không dễ dàng vì yêu cầu xuất xứ nguyên liệu từ các nước trong TPP. Thưa bà, thì ngành dệt may và da giày của Việt Nam thì được cho là những ngành sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi mà TPP có hiệu lực. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp trong ngành cũng đang lo ngại là không thể đáp ứng được cái yêu cầu về xuất xứ nguyên liệu từ trong các nước TPP. Trong các cuộc đàm phán mới đây thì phía Việt Nam có đưa ra cái đề xuất là kéo giãn cái lộ trình áp dụng quy định này từ 3 đến 5 năm. Theo bà thì việc kéo giãn lộ trình như thế này thì nó có tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam giải quyết được cái nút thắt về nguyên liệu để tận dụng cơ hội khi có TPP không ạ? Tôi nghĩ lẽ ra chúng ta cũng đã tham gia đàm phán TPP suốt từ năm 2010 đến giờ, đã biết cái yêu cầu của họ về yarn forward hoặc là những yêu cầu về nguyên phụ liệu phải được nhập khẩu từ các nước thành viên TPP, thì chúng ta thúc đẩy việc xây dựng các ngành để mà phát triển sản xuất những sản phẩm đó ngay từ trong nước. Từ thời gian đó thì có lẽ chúng ta đã đủ thời gian, không cần phải giãn lại tới 3-4 năm nữa. Nhưng bây giờ là năm 2014, có 5 năm để chuẩn bị rồi, chúng ta chưa làm được bao nhiêu. Gần đây thì bắt đầu có động thái của đầu tư nước ngoài ồ ạt vào Việt Nam làm nhiều các nguyên liệu cho ngành dệt may, đặc biệt là cho ngành dệt may, thì tôi nghĩ là đấy cũng là cái bước chuẩn bị cần thiết. Như bà nói thì chúng ta đang thấy rất rõ cái làn sóng đầu tư của doanh nghiệp FDI vào ngành dệt may để tận dụng cái cơ hội từ TPP, trong khi các doanh nghiệp trong nước thì vẫn đang chủ yếu là làm gia công và phải phụ thuộc vào nguyên liệu từ nước ngoài. Vậy thì chúng ta có lo ngại rằng là các cơ hội mà TPP mang đến cho ngành dệt may da giày thì các doanh nghiệp trong nước không hưởng được mà chính là các doanh nghiệp FDI thì được hưởng lợi nhiều hơn không ạ? Đấy thực sự là điều đáng tiếc. Lẽ ra chúng ta phải chỉnh lại chính sách của mình ngay từ đầu. Tôi nói từ khi bắt đầu tham gia đàm phán TPP để cho có đủ thời gian cho các doanh nghiệp trong nước có thể tích cực đầu tư vào đó. Hai nữa là nhà nước rất cần là có những chính sách sớm ngay từ đầu để tập trung đầu tư cho ngành đó để nó có thể tạo điều kiện cho phát triển của đất nước Việt Nam. Thực ra ngay cả không có TPP thì mình cũng cần phát triển các ngành phụ trợ cho dệt may để đỡ lệ thuộc vào nguyên vật liệu từ bên ngoài nhập khẩu vào. Và kết quả là mình vẫn chỉ làm gia công, giá trị gia tăng tạo được rất ít. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, tôi biết là có một số cái khó cho họ, làm cho họ không đầu tư nổi. Vâng, như vậy thì trước cái cơ hội của TPP mang lại cho dệt may da giày, theo bà thì các doanh nghiệp trong nước với cái thực trạng sản xuất như hiện nay thì họ làm thế nào để có thể tận dụng được cái cơ hội mà TPP mang lại cho họ không? Tôi cho là mấy cái ngành lớn ấy, thí dụ như ngành dệt chẳng hạn, thì đầu tư nó tốn kém rất nhiều và nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện, thì các doanh nghiệp Việt Nam có thể là chưa làm được nhiều hoặc là từng doanh nghiệp chưa làm được. Nhưng lẽ ra nếu mà cộng sức lại các doanh nghiệp cùng nhau, chung nhau đầu tư chẳng hạn, thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể làm được một phần nào đó. Hai nữa là về phía nhà nước, một số những cái điều kiện đòi hỏi nó quá ngặt nghèo cho doanh nghiệp thì cũng nên có một cái độ thư nhất định hoặc là theo một cách tiếp cận khác. Tôi nói ví dụ như yêu cầu về đối với ngành dệt nhuộm chẳng hạn là nước thải ra phải là nước loại A, có nghĩa là nước uống được, thì như vậy nó đòi hỏi đầu tư rất tốn kém, thì không doanh nghiệp Việt Nam nào có đủ cơ sở để làm nổi. Thế thì thay vì đó, nhà nước có thể hoàn toàn có thể đầu tư một cái khu vực mới, một cái cụm công nghiệp dệt may mới, và trong đó nhà nước đảm bảo làm hạ tầng đi, kể cả hạ tầng về cấp nước và thải nước, và cho doanh nghiệp thuê lại thì họ trả dần, thì họ hoàn toàn có thể làm được. Thưa quý vị, có thể thấy với dệt may da giày thì cơ hội và thách thức đang xen. Tuy nhiên một số ngành sản xuất của Việt Nam được đánh giá là sẽ hoàn toàn yếu thế hơn khi mà TPP có hiệu lực như là nông nghiệp. Vậy TPP có gây áp lực lên ngành nông nghiệp trong nước như nhiều nhận định hay không? Chúng tôi mời quý vị tiếp tục cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.
Thưa bà, trong số các ngành sản xuất của Việt Nam thì nông nghiệp được cho là ngành sẽ chịu tác động nhiều nhất khi mà TPP có hiệu lực. Vậy thì ý kiến bà như thế nào về vấn đề này? Đối với nông nghiệp thì cũng đã nhiều người nêu từ đầu là nông nghiệp Việt Nam có thể chịu nhiều thách thức, đặc biệt với ngành chăn nuôi, bởi vì nhìn bình thường thôi so sánh đã thấy là ngành chăn nuôi của Việt Nam khó mà cạnh tranh được so với ngành chăn nuôi của Hoa Kỳ hoặc là của Australia, là hai nước có ngành chăn nuôi rất mạnh. Tuy nhiên, nếu như chúng ta quan tâm đến việc cải thiện ngành chăn nuôi ở Việt Nam và trên một số lĩnh vực thì tôi nghĩ cũng vẫn có cơ hội ở đó. Ví dụ như bò sữa chẳng hạn, thì mấy năm gần đây là các công ty làm sữa lớn của Việt Nam như Vinamilk hoặc là TH2Milk đã đầu tư rất mạnh vào ngành bò sữa và chứng tỏ là họ làm có hiệu quả. Cho nên ở đây luôn luôn mình phải nghĩ đến là bên cạnh sức ép thì có cơ hội nào nữa. Và đây phải chăng nó cũng là cơ hội để ngành chăn nuôi của Việt Nam có một cái cấu trúc lại cho nó hợp lý hơn. Không nên làm tất cả mọi thứ vì mình không thể cạnh tranh được trên tất cả mọi mặt. Nhưng mà cái nào mình làm được có khả năng thì mình nên tập trung đầu tư và làm. Thế còn về trồng trọt thì tôi lại cho là Việt Nam cũng có những cơ hội nhất định ở đó. Bởi vì Việt Nam gần như là nước nông nghiệp nhiệt đới duy nhất mà có những sản phẩm nông sản nhiệt đới độc đáo mà có thể xuất khẩu được sang các nước thành viên TPP. Thì chúng ta nên tận dụng cơ hội này để phát triển lên. Thưa bà, mặc dù là TPP có thể mở ra cái cơ hội là tăng xuất khẩu cho các ngành như là thủy sản, nông sản của Việt Nam. Tuy nhiên các doanh nghiệp cũng lo ngại rằng là các cái rào cản về kỹ thuật, về thương mại thì cũng sẽ được tăng lên. Khi đó thì việc xuất khẩu sẽ càng khó khăn hơn. Vậy thì ý kiến mình như thế nào về vấn đề này ạ? Hiện nay trên thế giới xuất hiện rất nhiều hàng rào, nhất là từ khủng hoảng tài chính toàn cầu trở đi, để bảo vệ cho nền sản xuất ở trong nước trước cái sức ép của khủng hoảng, trước sức ép của tất cả các vấn đề thương mại thế giới càng ngày càng đòi hỏi mở hơn, tự do hóa hơn, và nó đe dọa đối với một số ngành mà người ta phải nghĩ đến việc bảo vệ. Nhưng mà điều thứ hai nữa chúng ta phải hiểu là đối với hầu hết các nền kinh tế khác trong TPP thì là những nước phát triển cao, thì họ luôn luôn có đòi hỏi chất lượng, ngay cả ở doanh nghiệp của họ sản xuất ở trong nước phải đạt được những yêu cầu cao về vệ sinh an toàn thực phẩm, về bảo vệ môi trường, về các tiêu chí v.v. Thì những chuyện đó là họ vẫn làm rồi, chứ không phải là vì TPP họ mới dựng thêm những hàng rào mới. Thì chúng ta phải lo đáp ứng ngay từ bây giờ những hàng rào đang có đã. Thế còn việc họ dựng thêm hàng rào sau này để nhằm vào vài nước thành viên như Việt Nam không thôi thì tôi nghĩ cũng không hẳn như vậy đâu. Có thể nói khi tham gia TPP thì cơ hội lớn nhất của Việt Nam không chỉ là đẩy mạnh xuất khẩu mà còn là thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ từ các nước có nền kinh tế phát triển hơn. TPP cũng tạo động lực cho vấn đề cải cách thể chế nhà nước, cải thiện môi trường lao động của doanh nghiệp. Tuy nhiên các lợi thế này cũng chính là những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trong điều kiện trình độ phát triển còn kém hơn nhiều nước trong TPP. Thưa bà, mặc dù là TPP đang đến rất gần rồi, nhưng mà các chuyên gia cũng nhận định là chúng ta chưa có sự chuẩn bị cần thiết cho sự hội nhập này, đặc biệt là sự chuẩn bị của các doanh nghiệp. Vậy thì ý kiến của bà như thế nào về điều này ạ? Nhìn trong xã hội, trong doanh nghiệp nói chung cũng như kể cả trong bộ máy nhà nước thì thực sự tôi lo ngại về cái việc là chúng ta không thực sự tích cực chuẩn bị cho TPP. Mặc dù là thông tin về TPP thường ít được tiết lộ, nhưng mà ít nhất là các cơ quan nhà nước tham gia đàm phán cũng biết là họ đặt ra những điều kiện như thế nào và chúng ta muốn tham gia thì cần phải đáp ứng những cái gì. Thế thì trên cơ sở đó thì đáng lẽ ra nếu chúng ta thúc đẩy được những cái thay đổi của mình cho tương ứng với yêu cầu thì chúng ta có thể ở một tư thế sẵn sàng hơn khi tham gia. Tuy nhiên tôi nghĩ là cái gì cũng vậy thì biết mà làm trễ thì cũng còn hơn là không. Bây giờ chúng ta bắt đầu thì cũng chưa muộn. Và lại phải thấy là cái yêu cầu về cải cách thể chế kinh tế là yêu cầu nội tại của nền kinh tế của chúng ta. Thưa bà, để có sự thay đổi như bà nói thì còn một thời gian rất là dài. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ còn nửa năm nữa thì có thể sẽ phải hội nhập vào hiệp định này. Các doanh nghiệp thì đang mong muốn rằng là cơ quan đàm phán có cái sự linh hoạt, nhạy bén trong đàm phán để có thể là có những cái điều kiện thỏa thuận phù hợp với cái sức của doanh nghiệp Việt Nam. Vậy thì ý kiến của bà như thế nào về điều này ạ? Nguyên tắc đàm phán TPP là đàm phán cả gói. Tất cả các vấn đề là cùng được đặt ra một lúc và cho các nước như nhau, chứ không có điều kiện ưu tiên cho nước này nước khác. Cho nên đừng đòi hỏi đoàn đàm phán quá nhiều về việc là phải thuyết phục được các nước khác công nhận điều kiện Việt Nam thấp hơn. Nên cái cần hơn trong thời gian tới đây là trong nước ủng hộ đoàn đàm phán bằng cách là mình hết sức cố gắng lên để mà chuẩn bị cho tốt và thể hiện một cái tư thế sẵn sàng của mình. Dạ vâng, xin cảm ơn bạn.